Ok, xin chào mọi người, chúng ta đã đến với số thứ hai, The Face Off cho trận demo thứ hai của Bartenders. Và lần này thì mình nghĩ là cũng không bạn nào cảm thấy lạ lẫm với việc khuôn mặt này xuất hiện ở bên cạnh mình là Sophie, một người đã có một cái kết quả phải nói là vô cùng tốt ở trận đấu trước khi đối đầu với một cái tên tuổi rất lớn và rất có vị thế trong battle rap như là Rhythm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng như buổi hôm trước, mình sẽ muốn mang tới một cái gương mặt mới khác đến cho các bạn. Và ngồi phía bên tay trái của mình đây, đó là một rapper hoàn toàn mới. Thực ra thì bạn này thì bạn cũng không phải là hoàn toàn là chưa hoạt động, bạn ấy hoạt động một thời gian rồi, nhưng mà bây giờ thì mới gần như là một cái sự xuất hiện chính thức, gọi là trình làng ra mắt mọi người, đó là Ultimate. Vậy thì ngày hôm nay, buổi face off ngày hôm nay thì nó có cái điều gì đặc biệt và khác biệt so với cái buổi lần trước? Buổi lần trước thì trước khi chúng ta đến với những cái câu hỏi dành riêng cho hai battle rapper, hai rapper của chúng ta ngay ở đây ngày hôm nay thì nó có một chút sự thay đổi. Đó là như buổi hôm trước mình đã nói, topic của những round đấu có thể là do chính những rapper lựa chọn và thách thức đối thủ. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái sự thách thức, có một cái sự thử thách, một challenge đến từ người mới Ultimate. Đó là Ultimate sẽ là người lựa chọn topic round 1. Và topic round 1 em muốn lựa chọn dành cho Sophang là gì nhỉ? Dành cho anh là topic mà em muốn thách đấu Sophang là New Wave Rapper. New Wave Rapper? Dạ vâng. New Wave Rapper, tại sao lại chọn cái topic này nhỉ? Thực ra thì em có nghe, sau khi xem theo dõi trận đầu tiên của anh Sophang với cả anh Rhythm thì em không xét về kỹ thuật, nhưng mà về nội dung, nhất là của round 2 thì em thấy cái cách mà anh nhìn vào nhận xét những rapper theo dòng New Wave thì em thấy nó hơi bị phiến diện. Và em thì bản thân em là cũng có rất nhiều anh em của em đã theo con đường này và em người ta tâm sự với em rất là nhiều và em hiểu được những câu chuyện đằng sau công việc của người ta, nên là em có những góc nhìn khác hơn. Thì em muốn tham gia trận đấu này để nói lên quan điểm của em, và em muốn Sophang phải có một góc nhìn khác để có thể đáp trả lại cái quan điểm của em, để em muốn mọi người nhìn nhận những New Wave rapper một cách công tâm hơn. Tức là em muốn là nó có phải có một cái sự là nói có sách mới có chừng, đúng không? À, vâng. Ok, vậy thì topic round 1 đã được lựa chọn và do người mới challenger Ultimate sẽ là người đưa ra và thách đấu với Sophang. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến những câu hỏi dành cho Sophang. Thì ngày hôm nay thì anh thấy em đến đây có vẻ là một cái sự tự tin lớn hơn so với lần face off trước rất là nhiều. Thế thì em có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của em sau khi em có một kết quả phải nói là rất là tốt trước một cái tên tuổi lớn không? Xin chào mọi người. Thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Em lại có một cái lượng vote lớn hơn là Rhythm. Tại vì với em thì cái hôm đi quay bartender thì ở cái round 1 em thấy là xét về cái tinh thần của cuộc thi tên là Bartender thì Rhythm lại là người làm tốt hơn về cái tinh thần như thế. Tại vì Rhythm viết rất là mẫu mực, là 2-3-1 online, 2-3-1 tu từ. Thì em thấy là về cái lượng tu từ cũng như là cái lượng skill trong cái thì em cảm thấy là mình chưa bằng được Rhythm. Còn về round 2 thì em thấy là mỗi người có đi một con đường khác nhau cùng một cái topic, nhưng mà Rhythm lại kể một câu chuyện khác, còn em kể câu chuyện của em, thì mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Thì việc khán giả thích ai ở round 2 hơn thì nó là khẩu vị riêng của mỗi người, đúng không? Còn round 1 thì em thấy cảm giác là Rhythm có phần nhỉnh hơn mình về việc anh ấy viết rất là đúng theo cái format, nhưng mà em lại thấy mọi người vote cho em nhiều hơn, em cảm thấy rất là bất ngờ. Thế nên là rất là vui, tất nhiên là rất là vui và rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình, yêu thích mình. Ok, một cái có thể nói là một cái kết quả mà bản thân cái này là chia sẻ của cá nhân anh rồi, thì anh cũng rất là bất ngờ khi là thực sự là cái lúc mà mình nhìn vào cái link vote thì hơi khá là bất ngờ khi là mình cảm thấy là một cái người mới là có cái lượng vote tỷ lệ là mình anh nhớ không nhầm là 46 nhỉ, 4 về Rhythm và 6 về Sophang, một cái lượng vote mà có thể nói là rất là
lợi thế, một cái trận chiến thắng, một cái trận clear win rất là rõ. Mặc dù Rhythm phải nói là có một cái round 1 thực sự cá nhân anh cũng đánh giá nó là một cái round 1 nó vô cùng mẫu mực, nó vô cùng mẫu mực. Và nó, nếu mà nói như thế thì thôi, thì hôm nay tuy là mới chỉ là có một trận đấu thôi, nhưng mà nó lại là một cái trận chiến thắng trước một cái đối thủ rất là mạnh. Cho nên là cá nhân anh thì anh cũng không còn coi Sopain là một cái rookie nữa, một cái người mới nữa. Tuy là cũng chưa thể gọi là vet, chưa thể lên veteran được, đúng không? Chưa thể lên dạng cựu binh được, nhưng mà anh nghĩ em cũng không còn là một cái rookie, một cái newbie nữa. Là một cái thành tích rất là tốt, và anh nghĩ là nó mang lại cho em một cái sự tự tin rất là lớn trong những cái trận đấu trong tương lai. Thế thì nói về cái sự tự tin, thế thì anh muốn hỏi Ultimate một câu, đó là chứ em cảm nhận thế nào khi ngày hôm nay em là một người mới và em đối đầu với một người cũng không cũ hơn em là mấy, nhưng vừa ra quân đã có một cái chiến thắng trước một cái tên tuổi rất lớn. Vậy thì em cảm thấy thế nào? Em có bị áp lực không? Với em thì em nghĩ là áp lực của em bây giờ thì cũng giống như là anh so với anh trận trước thôi. Tức là cũng thi đấu với anh ấy là một người mới, một người dưới cơ, thì em đến đây với tâm thế là cống hiến là chính. Tức là em sẽ không có gì để mất mà. Nên là nếu mà có thể mọi người không tin, nhưng mà thực sự thì đến với sàn đấu Battle Rap thì có thể là nhiều rapper khác thì mong muốn cái kiểu quá là nặng việc thắng thua ấy. Nhưng mà em thì chỉ cần nghe cái bài nhạc và nó thỏa mãn được em. Bài nhạc em viết ra là thỏa mãn được cái tôi nghệ sĩ của em thì em đã thấy đó là một thành công rồi. Nên là em sẽ không quá quan trọng là trận này em có thắng hay là thua. Ok, rồi một câu trả lời mà cá nhân anh thì anh thấy là anh cũng rất rất là mong, mình cũng rất là mong muốn là những cái bạn đăng ký thi đấu cũng sẽ mang cho mình một cái tâm thế như thế. Tại vì mình thấy là đôi khi những cái cuộc thi hay là cạnh tranh hơn nữa, đó là Battle Rap, thì đôi khi mọi người hơi nặng về thắng thua, và đôi khi thì có lẽ là mọi người cũng hơi nặng về cái việc đối đầu, gọi là phải đối mặt với cái kết quả không như ý. Có thể là sự toxic từ fan, rồi có thể là những cái sự công kích từ những cái bên đối lập chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ có một cái cảm giác là có thể là nó cũng sẽ hơi đặt ra một cái áp lực cho những cái bạn mới. Vì thế mình nghĩ là với cái giải này thì mọi người cứ tự do và thoải mái thôi, không có vấn đề gì hết. Sky's the limit, không việc gì các bạn phải ngại cái đấy cả. Đến với câu hỏi dành cho Sopain, thế thì như là chúng ta đã thấy ban nãy, là đó là hôm nay không những là em đối đầu với một đối thủ mới, mà đây lại còn là một cái open challenge, tức là người ta thách đấu em, người ta chọn một cái topic, người ta đã có một cái sự chuẩn bị rồi, đúng không? Chắc chắn là khi mà chúng ta chọn topic thì chúng ta cũng đã phải có một cái chuẩn bị gì đấy rồi, mà người ta thách đấu em và em lại quyết định là em nhận cái sự thử thách đấy. Vậy thì anh muốn hỏi là nếu mà như thế thì em có cảm thấy là mình hơi tự tin quá hay là mình hơi coi thường đối thủ không? Về việc tự tin quá hay là coi thường không, tại vì với mọi người thì Ultimate có thể là một cái tên xa lạ, chưa nghe đến tên Ultimate bao giờ, nhưng mà cá nhân em thì em nghe khá là nhiều bản nhạc của Ultimate rồi. Ultimate là một người viết rất là chậm, rap rất là chậm, và cái style của Ultimate thì mang thiên hướng về lyrical khá là nhiều, nên là em cảm thấy Ultimate không còn là một rapper mới nữa mà là một rapper có trình độ. Thì mặc dù với tâm thế em là người cũ hơn, em đang ở tâm thế là kẹp trên, nhưng mà em thấy về xét về trình độ thì hai bên cũng không có sự chênh lệch nhiều, hai người cũng xem nhau không khác gì nhiều. Nên là khi mà Ultimate nói với em, trao đổi với em về cái việc này thì em cảm thấy ok, tại vì cũng là sự cọ sát thôi. Ultimate có chuẩn bị từ trước thì cũng là một cái bất lợi hơn so với em, nhưng mà em cảm thấy nó không có quá nhiều sự thua thiệt, chủ yếu là vấn đề thời gian thôi mà. Em cũng cảm thấy không có gì lấn cấn quá. Tức là đối với em thì nó chỉ là vấn đề thời gian, và một yếu tố còn lại có lẽ là vấn đề quen sân khấu, yếu tố kinh nghiệm, đúng không? Đúng rồi, kinh nghiệm. Câu hỏi thế thì nó dẫn tới một câu hỏi tiếp theo, đó là vậy thì bây giờ không chỉ là trận đấu giữa em và Ultimate, mà bây giờ mình nói chung đi về cái format này đi, cho tất cả những cái đấu thủ sắp tới trong tương lai, thì theo em thấy cái việc để cho đối phương chọn topic thử thách mình, nó sẽ có những cái bất lợi gì đối với cái người nhận thách đấu? Bất lợi thì chắc chắn là
có nhiều lợi bất cập hại, có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn lợi thế mình có. Bởi vì thứ nhất là họ có khả năng chuẩn bị trước, kiểu là chúng ta được đối thủ hẹn đến một địa điểm nào đó, người ta chuẩn bị trước rồi, chúng ta có thể bị đánh úp bất kỳ lúc nào ấy, thì mình không biết là đối phương đã chuẩn bị những gì cho mình và người ta đã counter mình như thế nào ấy. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy đủ tự tin và cảm thấy mình thoải mái việc đó, cũng như là cảm thấy người thách đấu mình có tâm thế relax, không căng thẳng quá thì ok thôi, em thấy thoải mái. Tức là có thể nói là khi mà chúng ta nhận lời đúng không, nhận cái topic của đối phương thách mình, nó giống như kiểu là mình bước chân vào địa phận của đối phương, và đương nhiên là chúng ta sẽ không biết là có những gì chúng ta đang chờ đợi. Vậy thì Ultimate, em là người đưa ra cái topic đấy đúng không, em thách đấu đối phương. Vậy tương tự là một cái câu hỏi và nhìn về cái mặt khác, nhìn về cái mặt lợi thế rộng ra cho tất cả những cái đấu thủ sau này, vậy thì các bạn thi đấu sẽ có cái lợi thế gì khi là người mở challenge? Bản thân em thì trong trận này em chọn một cái topic mà em nghĩ là nó cũng khá quen thuộc với các rapper, nhất là những người những rapper thiên về lyrical, tức là họ hay công kích những cái new wave rapper mà không chú trọng về nội dung. Thì em thì em có một cái góc nhìn khác so với họ, và em thấy đó là một thế mạnh của em, tức là em có những trải nghiệm thực tế hay là có những dẫn chứng khác thuyết phục hơn, thì em nghĩ là đó là một điểm mạnh của em. Tương tự như vậy thì khi mà một rapper thách đấu người khác bằng một cái chủ đề có thể là sở trường của mình, hoặc là mình những chủ đề mà mình đã tốc độ viết cũng như là cái nội dung sẽ được có lợi thế hơn, nhưng mà nó cũng có thể gây ra một số vấn đề, ví dụ như là mình không lường trước được khả năng của đối thủ, thì rất có thể là mình lại chọn một cái chủ đề mà thực sự thì đó lại là điểm mạnh của đối thủ, nhưng mà mình không biết, mình chỉ nghe qua những tác phẩm khác thì mình không biết đấy là một điểm mạnh của đối thủ. Với những người có trình độ cao thì em nghĩ là người ta có thể dễ dàng sáng tạo, dễ dàng tư duy ra những cái ý tưởng mà mình không thể nào lường trước được, thì em nghĩ đó cũng là một nguy hiểm. Giống như kiểu họ đi sau trong một trận battle rap, họ có thể nghĩ ra những đòn đánh mà mình không thể ngờ được. Tức là nó giống như kiểu là khi mà mình không nghiên cứu kỹ về đối thủ thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là bước vào cái gọi là chúng ta nghĩ là chúng ta làm khó, nhưng thực ra chúng ta đang làm khó chính bản thân mình khi mà mình lại vô tình chọn cái điểm mạnh của đối phương. Ok, thực sự là với một người mà cũng hay tổ chức sự kiện và cũng chứng kiến rất nhiều trận battle rap rồi, thì cái việc mà cái người đi săn ấy lại trở thành con mồi ấy, thợ săn trở thành con mồi ấy, nó lại là cái chuyện phải nói là rất là bình thường. Khi mà chúng ta cứ nghĩ là một đấu thủ gần như là đã nắm chắc phần thắng rồi, thì vô tình lại đi vào đúng cái bẫy của đối phương. Và do đó thì tuy có những lợi thế nhất định, nhưng mà những đấu thủ có lẽ là chúng ta nên nghiên cứu đối phương của mình một kỹ càng một chút. Nhưng mà đương nhiên thì chương trình của chúng mình rất là khuyến khích việc các đấu thủ đưa ra topic của round đấy để thách thức đối phương. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, nói thẳng luôn, bọn mình là ban tổ chức thì bọn mình đỡ phải nghĩ. Và cái thứ hai là đương nhiên nếu mà các bạn là người đưa ra topic thách thức, cơ hội chiến thắng của các bạn cao lên rất là nhiều. Không phải là 100%, nhưng mà mình nghĩ ít nhất cũng phải trên 50 rồi. Và còn đương nhiên là phần còn lại đó là phần chuẩn bị của bạn cũng như là những chuẩn bị của đối phương. Đó thì bọn mình rất là khuyến khích những đấu thủ thi đấu sẽ đưa ra challenge, sẽ đưa ra thách thức, sẽ đưa ra topic để thách đối phương của mình. Đó. Và khi mà chúng ta thi đấu thì chúng ta sẽ có 2 round, thì với mỗi đối thủ sẽ được khuyến khích đưa ra topic của một round 1 hoặc round 2. Đấy, để cho chúng ta có cái sự có đi có lại. Và mình rất là khuyến khích như vậy. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn cảm thấy là muốn ban tổ chức chọn topic thì ok thôi, không có vấn đề gì hết. Và trước khi chúng ta đến với topic round 2 là do ban tổ chức chọn, thì anh có một câu hỏi cuối cùng dành cho người mới Ultimate. Buổi trước là chúng ta đã thấy là đây là trận đấu của hai gà nhà 1-3 và 7. Nên là dù có thắng thua hay là như thế nào đấy thì mình nghĩ là áp lực nó chẳng có gì đâu, thì cũng người nhà cả với nhau thôi. Nhưng mà em lại là một người không thuộc 1-3-3-7, cũng như là không thuộc bất kỳ một tổ chức nào khác. Vậy thì em có những cái suy nghĩ gì khi là một cái người độc lập, một nghệ sĩ độc lập mà lại đi thi đấu với
một cái đấu thủ mà có một cái tổ chức lớn hơn đỡ lực, thì em có cảm nghĩ như thế nào? Trước hết thì khi mà đối thủ của mình thuộc một tổ chức lớn có rất nhiều lợi. Thứ nhất là đương nhiên là cái kỹ năng viết lời của người ta, kỹ năng rap thì sẽ được huấn luyện một cách bài bản hơn, tức là cái bài rap của họ sẽ chuẩn mực hơn. Có một cái lợi ích nữa rất là rõ ràng, đó là media và cái lượng người nghe trung thành. Trước khi trận đấu diễn ra thì đã có rất nhiều fan của 137 nói chung cũng như là của anh Vinh nói riêng đã có kỳ vọng và sẵn sàng vote cho anh Vinh rồi. Nhất là với cả một cái cuộc cái format là thắng thua nhờ lượt vote này, thì em nghĩ là đó là một cái lợi thế rất là rõ ràng. Còn với em thì nói em là nghệ sĩ độc lập thì cũng độc lập ở đây là em không thuộc một tổ chức nào khác, nhưng mà em thì cũng có rất nhiều mối quan hệ trong rap nói chung. Thì em nghĩ là em có thể học hỏi được từ rất nhiều nguồn và có thể chọn lọc ra những cái thứ mà em nghĩ là sẽ là lợi thế cho mình trong trận đấu này. Và em thấy có một cái bất lợi khi mà tham gia một tổ chức, điều này khá là tế nhị, đó là trong một cái cộng đồng mà toxic như là metal rap hay là cả cộng đồng rap Việt nói chung đi, thì em nghĩ là có một cái vấn đề, đó là mọi người hay chia bè phái và rất dễ xảy ra xích mích khi mà nhắc tên nhau. Có thể là người ta nhắc tên nhau không phải vì mục đích công kích, mà chỉ là muốn lấy reference, muốn lấy một cái ví dụ cho bài nhạc của họ thôi, thì cũng dễ gây những cái hiểu lầm không đáng có. Nhưng mà với một cái nghệ sĩ độc lập như em thì cái việc mà em gọi là chọc ngoáy đi hay là name drop bất kỳ một nghệ sĩ nào ra thì cũng không ảnh hưởng lắm. Nếu mà có bị sao thì chỉ có mình em chịu, okay. Không ảnh hưởng đến tập thể. Thì em nghĩ đó là một lợi thế khi mà em là một người độc lập. Tức là đôi khi thực ra thì cái vấn đề này cá nhân mình là một người làm cộng đồng ấy, mình cũng nhận thấy thôi, đó là có thể là hai cái đấu thủ đến từ hai tổ chức ấy, bản thân hai cái bạn đấy thì không có vấn đề gì với nhau cả. Thế nhưng mà bởi vì hai cái tổ chức đấy nó có vấn đề, đâm ra nó sẽ khiến cho những cái cá nhân vốn không có vấn đề gì lại trở thành có vấn đề. Và đương nhiên cái việc viết nó sẽ trở nên khó hơn, hạn chế hơn, khi là nếu mà chúng ta không muốn mâu thuẫn thì chúng ta lại phải né, có rất nhiều cái chúng ta phải né, chúng ta phải để ý. Cái việc xếp trận trở nên rất là khó khăn, và mình thấy thực sự là cái sự toxic đến từ các tổ chức như thế là nó là cái điều mà thực sự là chúng ta không muốn hướng tới một tí nào cả. Và đấy là lý do tại sao bọn mình đang rất là muốn phi tổ chức hóa những cái trận đấu như thế này. Các bạn có thể đến từ bất kỳ nơi nào khác, nhưng mà khi thi đấu hãy đại diện cho chính bản thân mình. Vậy là chúng ta đã có một cái nhìn sơ qua về hai đấu thủ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là với người mới Ultimate. Và bởi vì là topic round 2 thì Sopaing cũng có một cái sự rất là tự tin, nên là Sopaing cũng sẽ không muốn chiếm lợi thế so với Ultimate. Và cả hai đều đã thống nhất với việc là sẽ để cho ban tổ chức lựa chọn đề tài cho round 2. Và sau khi suy nghĩ khá là nhiều thì mình quyết định sẽ chọn đề tài round 2. Đó là một cái đề tài mà cũng không phải là quá là mới mẻ, nhưng mà cũng nhiều người chúng ta cũng hay gặp trong ngay cả cuộc sống hàng ngày. Đề tài round 2 sẽ là ngủ quên trên chiến thắng. Hai đối thủ thấy đề tài này thế nào? Có vấn đề gì không? Thấy khá là dễ viết. Khá là dễ viết. Ultimate thế nào? Em cũng vậy. Bản thân em cũng từng trải qua. Tại vì khá là nhiều trường hợp mà mình có thể bắt gặp được cả trong cái cuộc sống này cũng như ở trong cộng đồng của em. Em nghĩ là khá là dễ viết, là không có quá khó. Ok, nếu mà chúng ta không có vấn đề gì, vậy thì xin được thống nhất topic của hai round. Round 1 đó là New Wave Rappers và round 2 đó là ngủ quên trên chiến thắng. Hai đối thủ sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị cho phần lyrics của mình. Anh thì anh nghĩ là round 1 Ultimate đã có cái sự chuẩn bị khá là chắc cú rồi đấy nhỉ. Thì có lẽ là áp lực sẽ đặt lên đôi vai của người nhận thử thách, đó là Sopaing hơn một chút. Còn round 2 thì hai bạn sẽ hoàn toàn là gọi là không ai có một cái lợi thế hơn so với người khác. Và trận đấu sẽ được ghi hình ngay khi hai đấu thủ sẵn sàng và sẽ được upload trên kênh YouTube của mình. Thì bên cạnh đó thì bọn mình cũng có một cái mã QR ở đây để các bạn có thể donate cho chương trình, để bọn mình có thể có thêm kinh phí để thực hiện những cái sự kiện không chỉ là ở ngoài hồ mà còn là ở những cái sự kiện lớn hơn, những cái sự kiện mà có venue, có địa điểm và âm thanh, kỹ thuật, cơ sở vật chất tốt hơn để cho những cái sự kiện lớn trong tương lai. Và
chúng ta sẽ cùng kỳ vọng màn thể hiện tốt nhất từ hai đối thủ của chúng ta. Và mã QR thì ở ngay phía này nha các bạn nhé. Bọn mình xin rất là cảm ơn các bạn và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người trong tương lai. Chào tạm biệt.